Hello, xin chào lại gia đình. Em là Sapi Ong, khử mùi, diệt khuẩn, bồ ẩm, lọc không khí, rất tốt cho người bệnh hoặc người già, người lớn tuổi, em bé, mẹ bầu, nói chung thanh niên cũng ok luôn. Nó lọc không khí, khử mùi, diệt khuẩn, bồ ẩm, good. Đây, bấm lên, cái nắp nó tự chạy ra, tắt, cái nắp nó tự chạy xuống, mở. Rồi, em sẽ hướng dẫn sơ sơ thôi cho các khách xem. Nút phải, nút giữa, nút trái, nút giữa. Cái này là tốc độ quạt. Ok. Còn này là vệ sinh màng lọc, tức là lâu nó hiện màu cam hoặc màu đỏ, quý khách đè hoài. Đó, nó nghe cái tiết độ ok là lúc đó nó báo hiệu cái làm phổi hay sao á, mình đi phủi bụi, xịt hơi thôi nghe, chứ không xịt nước, xịt hơi cái phần phổi sau lưng á. Còn cái này là cái báo gì không biết, cái đèn nào, đèn gì em không biết luôn nữa. Còn cái nút này quý khách đừng nên bấm nút này, đè hoài luôn, nhưng mà em vẫn hướng dẫn cho đè hoài luôn. Rồi quý khách thấy nó sáng đèn không? Rồi bấm không được nè, nó phá bàn phím ha. Nó phá hết, nó không cho mình xài. Tắt cái nút này đi. Rồi bấm được bình thường ha. Còn này là cái bóng đèn, là chỗ này đó, tức là quý khách nào mà tối mà thấy nó mờ mờ, nó cháy cháy mắt á thì tắt, hoặc là sáng, hoặc là mờ mờ, hoặc tắt. Rồi ok, nút này là nút tắt ha. Đó, còn cái này là báo hiệu là không có nước nha. Rồi em test cái không có nước cho quý khách xem luôn. Đây, cõi bọng kim đầy đủ ha, không lỗi gì hết nha, phao đầy đủ luôn. Ok, mấy cái phụ tùng này em có hết nha, hư cái nào làm thay cái đó cho em, sửa thì em không có sửa. Đây cái phao nè, em bật cái phao lên là nó sẽ báo đèn xanh là có nước ha, còn báo đèn đỏ là hết nước. Rồi vậy thôi chứ không có gì hết. Đây màn hình, cái này là do vận chuyển nó gách ha, không ảnh hưởng nhiều lắm, nó mất thẩm mỹ thôi, gãy hết cái ngào đó. Màn phổi, màn thang, thang hoạt tính, màn 23 rất là đẹp nha. Đây cũng còn 85-90%. Rồi anh tháo nó ra luôn, anh test cho quý khách xem luôn ha. Đó, ok ha. Đây điện 100V 12W 54V, điện 100V 54W 2012, hàng xuất Nhật ha, hàng chất lượng của Nhật. Rồi đây, cái phao em bật cái phao lên nè, là cái phổi này nó mới quay nha. Đó, giờ này nó mới có chức năng bù ẩm. Em buông là nó không quay, tức là có nước nó mới quay, không có nước nó không quay, nhưng mà máy vẫn hoạt động bình thường, không hư gì hết nha, nó chỉ không bù ẩm thôi. Và đặc biệt bạn này rất là hay nè, quý khách thấy không, nó có cái bánh xe đẩy nha, người lớn tuổi với em nào đẩy được ha. Đó, mình muốn không đẩy nó thì mình gạt cái này xuống, bẻ nó xuống, rồi nó chốt lại cái bánh xe này ha, cũng cứng lắm đó. Cái này là thật sự là rất tốt cho sức khỏe ha. Người cha, người mẹ, anh em, cô bác, chú nào đó, con cái rồi đó, bị viêm phổi, màng phổi rồi đó, khó thở rồi. Nè, y ông nè, thấy không? Cái đèn y ông là lúc nào nó cũng cháy ha, việc nó nghe tè trong mắt, rất là ok. Hàng này là nguyên zin, nguyên bản nha, có chạy chữa chút đỉnh hàng qua sử dụng thì có, nhưng mà nguyên zin hết, không có sửa chữa, chấm chì, chấm hàng, gì ngay chân nha. Máy móc là nguyên zin hết. Con này là em có chấm hà, chấm dây, tức là có khách vừa chốt kêu lên điện 220, em lên điện 220 rồi nó thôi không mua. Rồi giùm hại em tháo sợi dây ra, hàng hai sợi dây cũ lại, chỉ là sợi dây nguồn thôi ha, chứ không có làm gì hết. Rồi ok, quý khách cô chú anh chị em nào mà có tiền mua ủng hộ để mình lấy cái sức khỏe để mình lo làm ăn ha, hoặc cho gia đình thì liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Rồi một lần nữa em xin chân thành cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi sản phẩm của em ha. Rồi một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.